Chào mừng các bạn đến với Brand Book Group Việt Nam Channel. Mùa đỏ trên cao nguyên Văn Hòa ở Phú Yên. Chua lè là từ người dân địa phương hay nói khi vừa nếm thử trái đỏ, được trồng nhiều trên cao nguyên Văn Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Cao nguyên Văn Hòa hấp dẫn du khách bởi khí hậu mát mẻ, dễ chịu, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Cao nguyên Văn Hòa được mệnh danh là Đà Lạt của Phú Yên. Cách thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km theo hướng Bắc. Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm cao nguyên Văn Hòa là vào dịp Tết, khi hoa dại đua nhau khoe sắc hai bên đường, khiến khung cảnh trở nên như một bức tranh rực rỡ, không kém phần lãng mạn. Vườn đỏ là một điểm check-in không thể bỏ qua khi đến cao nguyên Văn Hòa. Trái đỏ có vị chua đặc trưng, nhưng nếu hái trái đỏ càng cao về ngọn thì có vị ngọt hơn, thơm hơn và có màu sắc bắt mắt. Mỗi chùm trái đỏ có khoảng 20-30 trái tạo thành một khối bao bọc quanh thân. Cao nguyên Văn Hòa có khí hậu mát mẻ, phù hợp cho cây đỏ sinh sôi mang lại nhiều trái. Trái đỏ mọc thành chùm lớn trên thân, chúng thường ra hoa và kết trái từ tháng giêng và thời điểm này trái vẫn còn chua. Mang một vóc dáng khá đặc biệt, quả của cây bám chi chít xung quanh thân mà không mọc ra phía đầu các cành. Chúng thường ra hoa kết quả vào tháng giêng và vào thời điểm này thì trái vẫn còn chua. Đến đầu tháng 9 và tháng 10, vị của trái chuyển dần từ chua sang ngọt với một màu đỏ trông thật bắt mắt cùng lớp vỏ dày đã khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú khi muốn ôm, sờ và nếm thử. Bảo tồn luôn muối trái đỏ mỏng nước vào miệng, chua thấu trời xanh. Trái chín vỏ từ tím tới đỏ, ngọt từ ngọn, ngọt dần xuống. Quả đỏ có vỏ màu đỏ, bên trong có muối nhỏ như măng cụt, nhưng lại có vị chua chua ngọt ngọt rất đặc trưng, nhiều người gọi đây là dâu rừng. Sau khi tham quan vườn đỏ, có thể mua đặc sản trái đỏ ở cao nguyên Văn Hòa hoặc đặc sản rượu trái đỏ trứ danh của miền đất này để về làm quà. Nếu có dịp du lịch vào tháng 10 ở Phú Yên thì nhất định đừng bỏ lỡ những vườn đỏ đang vào mùa triệu quả ở cao nguyên Văn Hòa nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.